Hôm nay kính thưa các bạn ở đồng nghiệp ở đó có đồ cầu. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương trình telehealth thường kỳ. Báo cáo đầu tiên tôi sẽ xin trình mời của bác sĩ Triệu Thị Thùy Linh ở khoa cổ truyền, sẽ báo cáo một cái chủ đề rất là hay, tức là chúng ta kết hợp đông tây y. Thế thì bác sĩ Triệu Thùy Linh sẽ trình bày về cái phương pháp điện châm và vai trò hỗ trợ trong điều trị sau phẫu thuật, và một chủ đề thứ hai là điều trị mất ngủ bằng y học cổ truyền. Tôi nghĩ là cái vấn đề mặc dù thì không phải là lớn, nhưng mà là khá nhiều bệnh nhân bị những bệnh rất nhiều bệnh nhân mất ngủ, sau đó bị stress và bị trầm cảm rất là nhiều. Xin mời bác sĩ Linh ạ. Kính thưa thầy cô, quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, sau đây thay mặt khoa y học cổ truyền, em là bác sĩ Linh xin được trình bày báo cáo về phương pháp điện châm và vai trò trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật. Cái phương pháp điện châm này thì cũng không là mới, nhưng bài báo cáo của em sẽ tập trung vào những cái hướng nhìn khác từ trên các nước trên thế giới. Và cái phần trình bày của em sẽ có ba cái mục: thứ nhất là về phương pháp điện châm, thứ hai là vai trò của điện châm trong hỗ trợ điều trị sau phẫu thuật, và thứ ba là ứng dụng lâm sàng. Về lịch sử phát triển, em xin được khái quát qua thì cái châm cứu xuất hiện khoảng 3.000 năm trước công nguyên, nhưng điện châm thì xuất hiện ở Trung Quốc từ những năm 1950 của thế kỷ trước. Ở Mỹ thì năm 1996, FDA chấp thuận cho châm cứu được thực hiện trên lãnh thổ của Mỹ và coi kim châm cứu là thiết bị y tế. Ở Việt Nam thì năm 1982, Bệnh viện Châm cứu Trung ương được thành lập, và đó là cơ sở để điều trị và đào tạo về châm cứu nói chung và điện châm nói riêng. Việc tác động của châm cứu chủ yếu dựa trên các huyệt trên cơ thể, có 12 đường kinh chính, 2 đường kinh phụ với 365 huyệt, và hiện nay đã phát hiện thêm nhiều huyệt mới. Về phương pháp điện châm, nó là cái phương pháp chữa bệnh phối hợp giữa tác dụng của châm cứu với kích thích bằng dòng điện. Cơ chế tác dụng theo y học hiện đại được mô tả trong ba cái phản ứng là phản ứng tại chỗ, phản ứng tết đoạn và phản ứng toàn thân. Về y học cổ truyền thì cơ chế tác dụng đó là điều hòa cái thăng bằng âm dương và điều chỉnh cái hoạt động của hệ kinh lạc. Đây là hình ảnh của máy điện châm. Máy này phát ra xung điện rất là ổn định, an toàn và điều chỉnh thao tác đơn giản, dễ dàng. Về kim châm cứu thì đây là kim chúng tôi sử dụng hào châm, là kim vô khuẩn dùng một lần đúng kích thước phù hợp với vị trí. Nó có nhiều cái kích thước khác nhau thì chủ yếu trên lâm sàng hiện nay là sử dụng cái kim 0,3 x 25 mm, và cái kim 0,35 x 75 mm cho những cái vị trí huyệt nó sâu. Kim này là vô khuẩn. Những cái lưu ý khi sử dụng máy điện châm trong cái sách châm cứu học của Trung Quốc thì vận dụng và thay đổi có những cái thay đổi phù hợp. Ở Việt Nam thì chúng tôi có những cái lưu ý khi mà sử dụng máy điện châm, là lưu ý kiểm tra về nguồn điện, đảm bảo tất cả các nút điều chỉnh về số 0 trước khi điều trị cho người bệnh, hạn chế để dòng điện qua tim. Những người suy nhược, căng thẳng thì để mức điện nhẹ, điều chỉnh dòng điện và không được đột ngột tăng mạnh. Vùng gần tủy sống thì để dòng điện nhỏ. Vùng gần tim sang động mạch cảnh, người dùng máy tạo nhịp thì khi dùng máy điện châm cần phải thận trọng. Cái phương pháp điện châm về chỉ định của nó thì khá là rộng rãi, trong đấy có những cái chứng đau cấp và mạn tính, ví dụ như đau đụng dập, chấn thương, đau sau mổ, hoặc những trường hợp có chứng liệt, bệnh lý cơ năng và một số bệnh khác. Chống chỉ định của phương pháp điện châm trong các trường hợp cấp cứu có tổn thương van da ở vị trí huyệt châm cứu và chưa loại trừ được nguyên nhân ngoại khoa. Thận trọng trong các trường hợp bệnh nhân có đặt máy tạo nhịp, người bệnh có rối loạn đông máu nặng, người phụ nữ có thai hoặc là trẻ nhỏ. Quy trình điện châm thì có các bước đây theo quy định của Bộ Y tế. Về phương pháp điện châm có tai biến hay không? Chủ yếu những cái tai biến xuất hiện do quá trình châm cứu và kích thích điện. Đối với châm cứu thì có những cái triệu chứng tai biến hay gặp, ví dụ như là đau nhức bầm tím tại chỗ châm. Cái này thì nó thường hết sau khoảng 7 ngày và không mấy khi nghiêm trọng. Gãy kim thì hiện nay rất rất ít gặp, bởi vì cái kim nó có cái cấu tạo là cái thân kim và đốc kim. Kim này rất là dẻo, làm bằng thép không gỉ, và nó trong trường hợp mà rất rất ít thôi, nhưng nếu có mà quên cái kim thì nó cũng không bị gãy và cũng không có cái tình trạng chạy kim ở trong cơ. Và kim thì thường dùng một lần, không sử dụng lại, cho nên không có cái hiện tượng hấp sấy hay cái vấn đề giòn của kim. Về vấn đề chảy máu thì thông thường cũng được kiểm soát khá là tốt, bởi vì chúng tôi sau khi mà rút kim thì thường đã kiểm soát lại một loạt các cái huyệt được châm cứu. Về vấn đề nhiễm trùng thì thường xuất hiện muộn và cũng ít, bởi vì hiện nay cái kim vô khuẩn và nếu thực hiện đúng các quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế thì cái vấn đề này gần như ít xảy ra.
vấn đề kích thích điện thì đã được lưu ý trong cái phần máy điện châm. Để hạn chế cái vấn đề tai biến của cái phương pháp điện châm này thì chúng tôi khuyến cáo bệnh nhân cần nên được đến các cơ sở y tế thực hành được cấp phép, được thực hành bởi người hành nghề có cấp chứng chỉ thực hành. Tại Mỹ thì ở phòng khám Mayo Clinic có rất nhiều những cái bệnh nhân họ đến gặp bác sĩ và phàn nàn về cái vấn đề châm cứu. Họ cho rằng là châm cứu, họ sợ kim, họ cho rằng châm cứu không có hiệu quả, hoặc thậm chí là nghĩ rằng là cái châm cứu này tốn tiền hơn là các cái biện pháp chăm sóc về y học hiện đại. Và họ cũng đưa ra những cái yếu tố nguy cơ trong những trường hợp bệnh nhân có châm cứu, ví dụ như là bệnh nhân có rối loạn đông máu nặng, trong những trường hợp mà bệnh nhân có đặt máy tạo nhịp, hoặc trường hợp bệnh nhân mà có mang thai. Đấy, tuy nhiên là 596 như bài trình bày lúc cái slide lúc nãy tôi cũng có đề cập, thì FDA đã chấp thuận cho châm cứu thực hiện trên lãnh thổ nước Mỹ và coi cái kim châm cứu là một cái dụng cụ để châm vào da trong quá trình thực hành châm cứu, của một kim thép không gỉ chắc chắn, thiết bị có một cái tay cầm gắn với kim để thuận tiện cho việc điều trị bằng châm cứu. Cái kim này được ghi nhãn có tính tương thích vật liệu sinh học của thiết bị và vô trùng. Họ có đưa ra những cái chỉ định có thể điều trị cho bằng điện châm, ví dụ như là những cái trường hợp sau phẫu thuật, những cái trường hợp sâu răng, đau răng, đau lưng, đau cổ gáy. Ở Mỹ họ còn sản xuất ra một cái kim, một cái bút để dò huyệt, và họ chỉ ra những cái vị trí mà có thể điều trị bằng cái châm cứu này. Thế thì ở John Hopkins họ cũng có đưa ra những cái hiệu quả mang lại của châm cứu, ví dụ như trong những cái trường hợp mà đau răng sau phẫu thuật này, hoặc là những trường hợp đau yếu cơ, những cái trường hợp mà rối loạn chức năng bàng quang thần kinh hoặc sau phẫu thuật đau. Ở tổ chức y tế của một cái tổ chức chăm sóc sức khỏe của Anh NHS thì cũng có đề cập đến cái vai trò của châm cứu trong vấn đề điều trị sau phẫu thuật. Và họ cũng có cái đề cập, cái này em cũng xin lưu ý nhỏ thôi, đó là cái vấn đề phụ nữ mang thai có châm cứu được hay không. Thì họ cũng có đề cập là châm cứu có sử dụng được ở phụ nữ có thai. Tuy nhiên, cần phải trao đổi chi tiết với những người thực hành, bởi vì ở một số huyệt phụ nữ có thai không được châm cứu, ví dụ như huyệt hợp cốc. Đây là hình ảnh của một người phụ nữ, họ nằm. Những cái trường hợp mà bệnh nhân sau mổ thường có những cái vẻ mặt như này, mệt mỏi, khó chịu. Vai trò của điện châm sau phẫu thuật như thế nào? Chúng tôi chủ yếu tập trung đó là vấn đề đau, những cái vấn đề liên quan đến liệt, hoặc những trường hợp có vấn đề tổn thương về bàng quang thần kinh. Về giảm đau sau phẫu thuật thì có tìm được một cái bài báo ở trên PubMed có nói về cái vấn đề hiệu quả của châm cứu sau khi phẫu thuật và vấn đề quản lý đau. Thế thì cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là châm cứu cải thiện cơn đau sau phẫu thuật vào ngày đầu tiên sau phẫu thuật và giảm sử dụng opioid. Phát hiện này ủng hộ cái việc sử dụng châm cứu như một cái liệu pháp bổ trợ trong điều trị đau sau phẫu thuật. Đây là một cái phân tích tổng quan về cái chỉ số đau sau ngày đầu tiên sau phẫu thuật thì nó có giảm, có ý nghĩa so với cái nhóm đối chứng. Đây là số liệu của cái nghiên cứu tổng hợp về cái việc sử dụng tích lũy cái opioid sau phẫu thuật. Về công thức huyệt sử dụng trong nghiên cứu của các cái nghiên cứu này thì chủ yếu có đề cập những cái huyệt, ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân có phẫu thuật khớp, đây là trường hợp ở khớp vai, thì sử dụng những cái huyệt ví dụ như là huyệt kiên tỉnh, huyệt trung phủ, huyệt khúc trì, hoặc là các trường hợp mà bệnh nhân có cái vấn đề về phẫu thuật ở vùng phía dưới ổ bụng thì họ sử dụng cái huyệt túc tam lý chẳng hạn. Còn đối với chúng tôi thì cái công thức huyệt được đưa ra trong những trường hợp bệnh nhân liệt, giải thích vấn đề, ví dụ như ở các cái vấn đề ở chi trên thì chúng tôi sẽ sử dụng các cái huyệt như là giáp tích vùng cổ này, huyệt đại trì, huyệt kiên trinh, khúc trì, bát tà. Những cái huyệt này cũng không nằm ngoài những cái công thức huyệt mà các nghiên cứu trên thế giới sử dụng, kể cả liệt chi trên, chi dưới, rối loạn cơ tròn, các huyệt mà được sử dụng trong bổ. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân mà chúng tôi điều trị kết hợp tại khoa phẫu thuật thần kinh, khoa ngoại A và khoa thần kinh cuộc sống sọ não của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Kết luận là điện châm là một cái phương pháp điều trị an toàn, được áp dụng rộng rãi, dễ tiến hành và có hiệu quả trong điều trị giảm đau sau phẫu thuật. Bài trình bày thứ nhất của em xin hết.
Tôi muốn hỏi các đầu cầu của các bạn đồng nghiệp có đặt câu hỏi lại cho bác sĩ Triệu Thị Thùy Linh thì chúng ta có thể đặt câu hỏi và chúng tôi sẽ mời bác sĩ Triệu Thùy Linh trả lời. Thế thì tôi muốn hỏi một câu hỏi nhỏ thôi, tức là nếu khi mà mình triển khai cái điện châm cái châm cứu sau phẫu thuật đấy thì mình có thể quan sát thấy là cái tỷ lệ mà dùng thuốc giảm đau nó có thể giảm được bao nhiêu phần trăm, và cái điều đó rất là quan trọng. Những cái bệnh nhân mà sau phẫu thuật khi mà dùng cái giảm đau nhiều quá có nguy cơ loét dạ dày tá tràng khá là nhiều, và chưa kể những cái thuốc giảm đau đều có thể hại với gan. Thế thì mình có thể giảm thiểu được cái liều giảm đau thông thường được bao nhiêu phần trăm thì báo cáo viên có thể trình bày luôn không? Em xin được báo cáo là tại Việt Nam thì hiện nay chưa có nghiên cứu chính thức vì cái vấn đề mà kết hợp điều trị y học hiện đại, y học cổ truyền nó cũng không không quá cũ, nó khá là mới trong thời gian gần đây. Những cái nghiên cứu được công bố ở Việt Nam thì hiện nay là em chưa có cơ sở. Còn đối với cái nghiên cứu mà em bài báo cáo mà em có trình bày vừa xong thì cái nghiên cứu mà được các tác giả Trung Quốc họ nêu lên thì họ chủ yếu họ đề cập đến cái vấn đề đó là cái số lượng giảm đau, cái số lượng opioid sử dụng sau phẫu thuật họ giảm là chủ yếu, và họ chưa đưa em chưa nhìn thấy cái con số họ đưa ra, và họ đang đưa ra khuyến cáo vào năm 2020 thì cũng có một cái nghiên cứu, và em hy vọng rằng là sẽ được một buổi khác ngồi đây để trao đổi và trả lời chính xác về cái câu hỏi của phó giáo sư Ánh ạ. Tôi nghĩ là cái phần này rất là hay nhá, bởi vì chúng ta biết là những cái giảm đau sau phẫu thuật ấy, có những bệnh nhân chỉ đặt một cái NSAID và hormone để giảm đau sau phẫu thuật, và sau đó và tôi đã phải cấp cứu bệnh nhân đó vì cái tình trạng mà là loét do NSAID ở ống hormone và xuất huyết tiêu hóa rất là nặng. Thế mà chúng ta giảm thiểu tối